Xin chào cô bác và các bạn gần xa. Một ngày mới mình xin chúc cô bác và các bạn gần xa thật nhiều sức khỏe và an lành mỗi ngày. Mình mời cô bác và các bạn gần xa cùng đi chợ Costco với mình nhé. Nếu cô bác và các bạn thấy video mình hay, xin ủng hộ mình bằng cách là like và subscribe nhé. Cảm ơn cô bác và các bạn gần xa rất nhiều. Xin mời cả nhà xem, đây là gia hàng thịt, đây là thịt bò. Hôm nay rất là có nhiều thịt tươi ra, thịt bò để làm Tết. Một dĩ như vậy là đây, dĩ này đây là tùy theo dĩ này là 55 đồng 40 sen. Hôm nay mình sẽ lấy một dĩa về cho ông trai. Cả nhà ơi, đây là khu thịt heo. Đây, thịt heo được đóng gói như này. Bự bự đó. Rất là to. Đây là sườn heo. Sườn heo ở đây cũng là một cây dài dài vậy đó. Ở Việt Nam mình gọi là cá hồi, ở đây gọi là cá xê mình. Ăn rất tốt cho tim mạch đó bà con. Bên đây một miếng như vậy là 15 đồng 98 một dĩ. Rồi được rồi. Ok. Một thôi. Còn này cá bát. Cá bát. Cục là 31 đồng 74. Còn cái này là mít sườn một bịch như vậy là 16 đồng 88, nó giống như con giọt ở Việt Nam vậy đó cả nhà. Còn đây là cá này rất ngon, mình có ăn rồi, nó không có tanh, nấu canh mặn hoặc là chiên rất ngon. Hôm nay mình cũng mua một vỉ. Còn đây là cá diêu hồng nè cả nhà. Cá diêu hồng ở đây nó chết, nó tông đá xong xuôi ra dĩ, nó bán như vậy là một dĩ là 4 con. Có giá là 11 đồng 83 bốn con. Cả nhà ơi, còn đây là đuôi bò quá nhiều hả cả nhà. Ngon tươi, hôm nay thịt tươi không ngon quá. Cái này là mình nấu phở này rất là ngon. Thịt rất nhiều tươi ngon.
đây là ít có đi mà mỗi ngày lắm các bạn, đa số là một tuần đi 2 lần là 3 lần nhiều nhất. Con mua sẵn như vậy để chú Lâm để dành ăn trong tuần. Cả nhà ơi, còn đây là thịt heo mà cái này là gọi là nặc, nặc lưng á, giống như phi lê vậy, nặc lưng. Một bịch như vậy á, nên giá 29.70 tùy theo cân nặng nhẹ. Còn đây là thịt gà. Các loại thịt, chỉ có thịt gà là rẻ nhất. Một dĩa to như vậy là chỉ có 14.78 cent. Đây nè cả nhà, mời cả nhà xem nè, đây là hạt điều, giá của nó là 16.99 một hộp, ăn rất ngon, bổ dưỡng đó các bạn. Trong hạt điều này có nhiều loại hạt, hạt ốc chó, rồi hạt đậu, còn đây là chocolate. Chocolate giá nó là 12.99 một hộp. Hôm nay không có sale. Còn đây là tự nhiên mình quên cái này rồi. Hạt ở Việt Nam mình gọi là hạt ra. Ở đây gọi là pistachio mà Việt Nam với là hạt này là hạt dẻ, nhớ rồi, hạt dẻ đó cả nhà, 15.99 một bịch. Còn đây là dầu ô liu, dầu này đặc biệt để cho mình xào chín ăn sống, không có chiên được. Khi mình làm thức ăn xong rồi, mình chế biến xong rồi mình chế dầu vô. Đây là dầu ô liu ăn sống, 13.49. Cả nhà ơi, còn đây là coi như là thức ăn làm sẵn đóng hộp. Ở đây là từ cái bơ đây, chế biến từ trái bơ. Còn đây là từ hoa atiso, chế biến sẵn vô hộp về bán, rồi về nhà mình chỉ có hâm lại ăn thôi. Một hộp như vậy chỉ có 10.49 cent một hộp. Bánh, bánh làm có chi, mình về mình chỉ để vô lò nướng, mình hâm lại rồi mình ăn. Bánh chép có chi. Còn đây là chi nè các bạn, ở đây người ta Mỹ người ta sử dụng chi dữ lắm. Gia đình mình cũng vậy, mấy đứa nhỏ bây giờ nó ăn theo của người Mỹ, hàng ngày chi với bơ luôn có trong nhà. Đây là thịt gà ướp với dĩa mà nướng sẵn. À vịt, đây là vịt. À vịt, đây là vịt chứ không phải gà nha các bạn. Vịt, vịt nó làm sẵn như vậy nè. Làm sẵn như vậy, làm chín sẵn. Về nhà mình nướng lại. Hai cái đùi vịt như vậy là 20.99. Còn đây là thịt heo nướng với
rau của Mỹ, mình không biết gọi là rau gì. Quả tiêu. Còn đây là hem. Ở đây hem người ta ăn thường lắm. Đó, hem làm từ thịt heo. Có một cục sẵn như vậy á, mình về mình chỉ sắp ra là mình ăn. Mình thì còn ham chứ người Mỹ người ta ít có ham lắm. Ta ăn sáng kèm với bánh mì. Còn đây là cái này làm từ thịt heo, nó sắc miếng như vậy nè. Có thể là mình làm với xà, là mình chế biến các loại mình để mình ăn. Cái này của Italian. Đây một bịch, cái giá nó như một bịch 15 đồng 99. Chắc mình cũng lấy thử một bịch về nhà cho mấy đứa nhỏ nó có nướng bánh. Cả nhà ơi, đây là khu gian hàng trái cây lộ rồi cả nhà, trái rất là to. Mình nhìn cho cả nhà coi, rất là to, nó rất là ngọt. Một thùng như vậy đây là khu vực trái cây, toàn bộ là khu vực của trái cây, bán nhiều loại trái cây. Dưa của Mỹ nè các bạn, trái dài vậy đó, ăn rất là giòn ngọt, hơn dưa Việt Nam mình. Dưa Việt Nam là dưa leo đó. Cả nhà ơi, đây là gà nướng, khu gà nướng, nướng nguyên con, nó đang nguyên bên trong. Rẻ, chỉ có 4 đồng 99 một con. Nhưng thật sự là thịt bò. Đây là bò nó ướp, bò sắp khúc, ướp khoai tây, cải rốt. Có một hộp như vậy là 22 đồng 58. Mình về mình cứ kho thôi chứ không cần ướp gì nữa. Đây ướp tép cũng là ướp sẵn nè. Đây là thịt gà gắt chi lên, về chỉ mình nướng ăn thôi. Nên giống cuộn giống như là sushi, không phải nó là taco của người Mỹ ăn rồi cuộn thịt bên trong. Thấy ông mẹ cũng bấu luôn. Cua bên đây là cua bán bánh. Đây là xăm mật ong. Một hũ như vậy là 17 đồng 49. Cả nhà ơi, mình xin kết thúc video tại đây.
Thank you.